Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. LA Insurance, bảo hiểm uy tín trên 30 năm qua, chúng tôi luôn có giá rẻ nhất. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Bảohiemmoi.com, đang cần tuyển chuyên viên có bằng bảo hiểm hay địa ốc, 714-251-1206. Từ web biên tướng Anh Tuấn, Đoàn Trọng xin tân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần qua Cà Phê Sáng. Good morning, Anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Cà Phê Sáng vào buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, thứ hai, ngày 2 tây tháng 10, và với những bản tin rất nóng hổi ở ngay tại vụ nổ súng ở ngay tại Las Vegas vào tối ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay. Nhưng trước hết, chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán thính giả những dự báo thời tiết trong ngày hôm nay cũng giống như 10 ngày sắp tới, thưa quý vị. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, 61 độ là nhiệt độ trung bình vào ngày hôm nay, khá là lạnh lẽo và trời tiếp tục là trời nhiều mây, ít nắng vào buổi sáng. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày chỉ vào khoảng 77 độ và thấp nhất vào ban đêm chỉ vào khoảng 61 độ mà thôi. Tiếp tục ngày mai vẫn sẽ là những không khí của mùa thu, thưa quý vị, khi nhiệt độ vẫn giữ ở mức trung bình 74 độ vào ban ngày, 56 độ vào ban đêm. Và từ đây cho đến hết cuối tuần, quý vị sẽ cảm giác được vào mỗi buổi tối thời tiết sẽ lạnh lẽo hơn rất dưới mức bình thường, thưa quý vị, khi nhiệt độ trung bình vào buổi tối giảm dưới mức 60 độ mà thôi. Kính thưa quý vị, 50 người đã chết, 400 người đã bị thương trên con đường 91 trong một cái hội hòa nhạc gọi là country music, quy tụ trên 30.000 người. Một hung thủ ở trên lầu 32 của khách sạn Mandalay đã xả súng liên thanh xuống ở đám đông. Và kính thưa quý vị, đó là một trong những cái điều mà chúng tôi không biết xài cái chữ gì để nói, một trong những cái sự tệ hại nhất trong lịch sử xử súng bừa bãi tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sáng nay thì sáng sớm, Tổng thống Donald Trump trên trang Twitter của ông đã đưa ra một cái lời, những lời chia buồn nồng nhiệt nhất của tôi với sự cảm thông với các gia đình nạn nhân của vụ bắn khủng khiếp tại Las Vegas. Kính thưa quý vị, nội vụ đã xảy ra vào lúc quá 10 giờ tối hôm qua. Một trong những người hung thủ 64 tuổi, sau khi cảnh sát vào khám xét ở phòng thì có đã trên 10 cây súng ở tầng lầu thứ 32 của khách sạn Mandalay. Đến bây giờ thì chưa biết nguyên nhân lý do tại sao hung thủ lại xả súng vào đám đông. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói chưa bao giờ từng có xảy ra. Sự kiện ở Orlando đã cho thấy một tai nạn khủng khiếp về vấn đề sử dụng súng bừa bãi. Nhưng đến hôm nay thì có thể nói đây là một đại họa mà người lãnh chịu trước tiên là cứng tất cả những nạn nhân vô tội đến xem dự một buổi hội hòa nhạc tại Las Vegas. Thưa quý vị, nội vụ xảy ra vào lúc 10 giờ 8 phút. Khi mà tất cả tổng cộng tới ít nhất là 22.000 người có mặt ở ngay là tại trong một cái đêm diễn có tên là Round 91 Harvest, thưa quý vị. Đêm diễn này được diễn ra vào hôm cuối tuần qua và tối ngày hôm qua là đêm diễn cuối cùng trong chương trình đại nhạc hội này. Thì bỗng một nhiên, theo như lời của những người đã có mặt ở trong buổi biểu diễn đó, và họ cũng là những người còn sống sót lại, cho biết rằng họ nghe hàng loạt những tiếng liên thanh mà họ tưởng tượng đâu là những tiếng pháo nổ, thưa quý vị. Từ tầng lầu số 32, tên hung thủ có tên là Stephen Crouch Paddock, năm nay y 64 tuổi. Ở trên tầng lầu khách sạn Manila Bay Hotel, y đã thủ ít nhất tới 10 cây súng tiểu liên và từ trên đó nhắm thẳng xuống cả 22.000 người bên dưới. Và thưa quý vị, sự việc đẫm máu đã xảy ra. Cảnh sát đã lập tức có mặt tại hiện trường, nhưng họ không thể nào xác định được đâu là nơi phát súng đầu tiên nổ ra. Bởi vì y đứng ở trên số tầng lầu số 32 và bẵng đi cả ít nhất là 10 phút sau đó cảnh sát mới xác định được ở trên tầng lầu số 32, và cũng như là đội đặc nhiệm đã được cử lên ở trên tầng lầu này để phá cửa.
chúng tôi xin được lược sơ qua, bởi vì có rất nhiều những cái chi tiết được đưa ra, chúng tôi xin được lược sơ qua. Đầu tiên, khi mà bên phía truyền thông hỏi đây có phải là một vụ khủng bố hay không, thì cảnh sát trưởng của bên phía Las Vegas cho biết rằng chúng tôi phải xác định đầu tiên là động lực của tên hung thủ 64 tuổi này là như thế nào, để rồi trước khi mà tuyên bố đây có phải là một vụ khủng bố hay không. Và cũng theo như lời cảnh sát trưởng đó, thì ông nói rằng lúc mà đội đặc nhiệm phá cửa vào ngay tại khu vực mà y đang cố thủ trong đó đó, thì người ta đã thấy được là y đã tự sát ở trong đó rồi. Thống đốc của... Đến bây giờ thì cũng chưa hẳn là tin tức của cảnh sát đưa ra là tự sát, mà cảnh sát đưa ra sáng nay là cảnh sát đã sử dụng súng để bắn vào him. Thành ra cái sự kiện này đến bây giờ chưa có thông cáo chính thức của Las Vegas. Dạ, cảnh sát trưởng đã tuyên bố đây là coi như là cảnh sát đi vào là đã thấy là y đã nằm gọn tại chỗ. Cảnh sát thấy y đã bắn vào gọn, trong nhất đó thì toán đặc nhiệm đã nhảy vào và không hiểu là toán. Đến bây giờ thì chưa có cái chính thức người ta nhìn nhận là khi cảnh sát bước vào thì lúc đó đã cảnh sát đã thấy him nằm xuống. Đến bây giờ cái câu hỏi đặt ra là cảnh sát đã đến kịp thời để ngăn chặn cái vụ này hay không? Đó là một trong những sự kiện, thưa anh Tuấn. Theo như lời của thống đốc của Nevada, kính thưa quý vị khán thính giả, ông nói rằng đây là cuộc tấn công bi thảm và đẫm máu nhất đối với những người vô tội ngay tại Las Vegas, và đây là vụ nổ súng lớn nhất và đẫm máu nhất ở ngay tại Hoa Kỳ này. Thống đốc của Nevada đó là ông Brian Shadova cho biết rằng ông và cũng giống như các thám tử sẽ ở lại ngay tại Las Vegas ngày hôm nay để làm việc. Thưa anh Tuấn, sáng nay trở lại một cái sự kiện là cái phát súng bị bắn vào đầu của Pastos. Đến bây giờ thì người ta đã nhìn nhận là một cái phát súng đã bắn vào đầu của Pastos. Nhưng mà liệu cái vấn đề là cảnh sát bắn hay là him bắn? Đó là một cái câu hỏi mà theo tất cả các tin tức nhận được thì Tuấn tìm ra là ai là người bắn vào cái phát đầu vào của Pastos, thưa anh Tuấn. Cho em tiếp tục đi lại với lại những cái phần tin tức được đưa ra hàng loạt vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Thống đốc của Nevada cho biết rằng họ sẽ làm tới cùng sự việc này, bởi vì họ muốn xác định xem lý do vì sao, động cơ của tên hung thủ 64 tuổi này như thế nào. Trở ngược lại một chút xíu về những cái khoảnh khắc của buổi biểu diễn và cũng giống như cái vụ nổ súng này, thưa quý vị. Đầu tiên đó thì người ta đã phỏng vấn tất cả những người nạn nhân có mặt ở đây. Họ nói rằng họ không biết được đường nào để có thể trốn thoát và tránh, bởi vì kể cả những người đã nằm gục xuống ở ngay dưới mặt đường thì họ vẫn bị bắn một cách liên hồi, thưa quý vị. Một cái sự việc và những cái từ người có thể diễn tả vào đêm đó, đó là sự hỗn loạn và chưa từng thấy. Nhưng cái vào sáng ngày hôm nay, khi mà cái sự việc đã bình ổn thì tất cả các nạn nhân, thưa quý vị, 400 người đã bị thương, được đưa đi vào bên trong bệnh viện. Thì ở bên ngoài các bệnh viện, người ta thấy được cả hàng trăm người với những cái lòng nhân ái. Họ tiếp tục đứng chờ để mà có thể hiến máu những người đang có mặt ở ngay tại đây. Kính thưa quý vị, trở lại vấn đề, đến bây giờ thì cảnh sát nói rõ rằng là him đã tự sát. Nhưng khi người ta bước vào phòng thì đã thấy một cái viên đạn bắn vào đầu của him. Cái câu hỏi sáng nay cũng vẫn được rất nhiều báo chí đặt ra là liệu là cảnh sát đã đi vào ập được vào phòng của him và bắn him, hay là him đã tự vẫn. Theo như lời tin của cảnh sát đưa ra thì him nói là him bắn, him tự sát của ông ta. Đến bây giờ thì người ta cũng phải nói rằng vi phạm Stephen Pastor bây giờ chính là thủ phạm 64 tuổi, là một trong những người chủ chốt đứng xả toàn bộ tất cả các súng liên thanh xuống sau bàn ở từ tầng lầu 32 của khách sạn Mandalay, và là một trong những người sinh sống ở một vùng có tên là, kính thưa quý vị, ông ta ở một vùng cách xa Las Vegas tới 130 km, và đây nằm ở ngay biên giới của biên tiểu bang Arizona. Ông ta đầu năm nay đã có một cái cuộc tình và sống chung với một người phụ nữ gốc Indonesia, và là một trong những người mà tất cả các đối tượng cho biết rằng bây giờ là một người phụ nữ chuyên sống về nghề cờ bạc. Đến bây giờ thì cảnh sát cũng chưa tìm ra tung tích của người này hiện nay đang ở đâu. Tuy nhiên bên cạnh đó thì sáng nay tất cả những tin của CBS cho biết rằng là người này hiện đang bị giữ để thẩm vấn tất cả những tin tức liên quan đến vấn đề liệu có bàn tay của người vợ hay là người tình của Spasdok hay là không. Một trong những sự kiện mà đến bây giờ cái câu hỏi đặt ra tại một trong những người phụ nữ mang quốc tịch thông hành của Úc đến từ người gốc Indonesia.
tất cả những cái nghi vấn đó vẫn còn là một trong những sự kiện nghi vấn. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là, kính thưa quý vị, liệu cảnh sát Las Vegas có đến kịp thời để có thể can thiệp kịp lúc vào trong lúc một trong những cái thủ phạm đã có những cái hành động mà có thể nói ngoài sức đo lường của tất cả những giới chức an ninh từ trước đến nay. Liệu một trong những người gọi là chủ của khách sạn Mandalay đã có những cái tuyên bố gì về vấn đề khi mà người này đi vào phòng, kính thưa quý vị, vào phòng mướn với 8 cây súng. Đến bây giờ thì họ cho biết là có tới 10 cây súng mà cái sự kiểm soát an ninh không có thể chặt chẽ để giữ được, có thể nói là ngăn chặn được cái vụ nổ súng này. Đây là một trong những cái dấu hỏi đặt ra, liệu vấn đề có gì đằng sau vụ gọi là thảm sát ở tại Las Vegas hay là không. Một số những cái tin tức liên quan tới thương thế và cũng giống như là những gì mà hung thủ 64 tuổi này đã làm, thưa quý vị. Các thám tử ngay lập tức đi vào cuộc điều tra và họ cho biết rằng tên này đã có một người được tạm gọi là một người bạn đồng hành, cũng có thể là một người tình. Và tên này đó được cho là đã nghỉ hưu sớm và là thường hay có mặt ở ngay tại các khu vực sòng bài ở ngay tại Las Vegas. Bởi vì một số những người được cho là quen biết với y cho biết rằng y là một tên ham mê cờ bạc, thưa quý vị. Nhưng cảnh sát vẫn chưa có đưa ra thông tin liệu việc đánh cờ bạc có liên quan tới vụ nổ súng này hay không. Và người ta nói thêm rằng hiện tại bây giờ cảnh sát đang trên đường có thể đi tới khu căn hộ mà y đang sống để điều tra thêm những manh mối và cũng giống như những người liên quan. Mặc dù đó, người tình, coi như người tình gốc Philippines của tên hung thủ vẫn coi như là hiện đang được bắt về đồn. Tuy nhiên thì cảnh sát cho biết rằng họ hiện tại bây giờ vẫn chưa có cái dấu hiệu nào cho thấy người tình của tên hung thủ là tiếp tay cho hung thủ. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán thính giả ngay sau ít phút quảng cáo thương mại với những tin tức cập nhật mới nhất trong vụ nổ súng ở ngay tại Las Vegas. Mời quý vị đón theo dõi.